Em chào mọi người ha. Và hôm nay em giới thiệu với mọi người đó là cái bột chiên mặn lăng, từ một thiết bị ra bốn thiết bị cùng một lúc ha. Và sản phẩm này nó hỗ trợ được tốc độ là 1000 Mbps nha. Nó có một cái cổng tiếp C, thì cái tiếp C này mình kết nối với cái cốc sạc hoặc là sạc dự phòng để ổn định nguồn cho hấp ha. Có cái dây cáp đi kèm. Một đầu Ethernet này mình kết nối với cái thiết bị mặt chính ra Internet nha, ra bốn cổng cùng một lúc, kết nối được laptop nè, PC, máy game, router ha. Chất liệu của nó là bằng kim loại và sản phẩm cũng được bảo hành bằng tem 3 tháng một đổi một nếu như có lỗi từ nhà sản xuất nha. Để biết thêm thông tin về sản phẩm thì mọi người inbox để được hỗ trợ về kỹ thuật ha. Em chào mọi người ạ.